Phần thi tiếp theo là của huấn luyện viên Quân và chú chó Monster. Ah!
nhanh. Sau phần thi IGP2 của huấn luyện viên Quân, tiếp theo là phần nhận xét của giám khảo. Hai là IGP2 của Quân và Monster, phần này được giá nhất là một cái phần thi đạt. Dog has very very high motivation, very very pronounced instincts. Con chó này là rất là mạnh. Con chó này là một con chó rất là tự tin, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều vấn đề với cái sự kiểm soát. First exercise, searching the helper, it must be more clear because dog just always looking inside the blind, waiting something. For me, all picture must be more clear, but dog did it very fast with very good control, still good exercise. Cái phần đầu tiên là tìm trong lều thì con chó này nói chung là nó cần phải tìm một cách là trực tiếp hơn. Nó nhìn trong lều rất là nhiều lần và nó tìm ở trong đó không biết là tìm cái gì, thì ông muốn là thấy nó tìm một cách là nhanh chóng hơn, nhưng mà ngược lại ở ngoài thì nó chạy nhanh và nó nghe theo lời chủ. Con này được đánh giá là đạt. Holden bark, very nice barking, very energetic, very demanding, without any reaction to situation and also to handler. Cái phần mà sủa lều thì con chó này sủa rất là mạnh, rất là tốt, không có bị ảnh hưởng bởi bất cứ cái yếu tố bên ngoài nào hết. Holding really direct, but it must be a little bit more energetic, more dominant, and a little bit closer and effective to the helper. Ở cái phần mà giữ người helper trong lều thì con chó này cần phải sủa sát hơn nữa, cần phải giữ một cách mạnh mẽ hơn nữa, giữ cái vị trí của nó. Recall was fast and direct, high, very good exercise. Gọi lại thì rất là nhanh và tốt. Phần này được đánh giá là rất là tốt ở mức cao nhất. Preventing the escape, very big problems with control. Dog left the handler and came to the helper. Next was recall again. Ở cái phần mà escape thì con chó này bị vấn đề về kiểm soát, là nó rời khỏi người điều khiển trước khi là người helper đi ra một cái ngoài kia, và phải cần thêm một lệnh nữa mới lấy lại được cái điều khiển luôn. In healing control must be better also, dog sets not down. Ở cái phần mà healing từ trong lều đi ra thì con chó này nó đi ra xong rồi nó lại không ngồi, nó không nằm mà nó lại ngồi. The dog chased very fast the helper, full and very calm grip, but behavior of the dog must be a little bit more stable. Con chó nó đuổi theo người helper rất là nhanh, cắn rất là tốt, nhưng mà cái vị trí của nó. Khi mà nó dừng lại thì con chó cái hành vi của nó cần phải là chắc chắn hơn. Because some noises. Rít nó trong cái khi mà nó cắn thì nó rít lên. This dog is really fast. This helper transition phase must be more calm. Cái phần mà transition phase là cái phần mà giữ trước khi mà nhả thì nó cần phải là điềm tĩnh hơn. Release was very fast and active in guarding phase. I'd like to see a little bit closer position, and also dog must be a little bit more dominant and energetic. Tức là khi mà nhả ra thì nó nhả rất là nhanh, rất là tốt, phần căng giữ rất là tốt, nhưng mà ông muốn là nó phải khi mà nó giữ người helper nó phải gần hơn và nó phải mạnh hơn nữa, đè người helper nhiều hơn.
low insufficient exercise. Phần này đánh giá là đạt ở mức thấp nhất because of control. Chủ yếu là do cái vấn đề là kiểm soát. Reattack from guarding phase, dog was really very effective, very fast and energetic in opening phase. Grip was calm and full. I'd like to see a little bit more stable behavior under the pressure phase. Tức là khi mà chống lại sự tấn công thì con chó này cắn rất là mạnh, rất là nhanh, rất là tốt. Nhưng mà ông muốn thấy cái hành vi của con chó nó điềm tĩnh hơn khi mà trong cái khi mà người helper mà đánh gậy xuống. Dog falls with the helper and release the sleeve must be more fast. And in guarding phase, I'd like to see closer position and also it must be more dominant. Exercise is good. Beginning of back transport was really perfect. Back transport phần đầu tiên rất là tốt. And next before the side transport it was so main problems with control with keeping the basic position. Trước khi mà chuyển qua cái phần là áp tải bên hông thì con chó này bị rất là nhiều vấn đề về kiểm soát, tức là nó về giữ cái vị trí áp tải của nó. Next during the side transport the dog must be more correct without the pushing the helper. Tức là khi mà đi side transport thì con chó nó phải đi đúng hơn mà không có được đè người helper. Unsatisfactory exercise. Phần này còn được nhắc là không. Long bite was really fast, very effective and also very energetic opening phase. Grip was really full, calm and very effective fighting. I'd like to see a little bit more stable behavior under the pressure. Ở cái phần cắn xa thì cắn này rất là nhanh, rất là mạnh, cắn cái miếng cắn rất là đầy. Chỉ có điều là ông muốn thấy là khi mà cái phần mà khi mà pressure phase, tức là cái khi mà người helper mà dùng gậy đánh xuống thì con chó nó giữ cái vẫn giữ nguyên vị trí như vậy, cho nó không có được kêu lên hay là nó thay đổi hành vi của nó. Much calmer transition phase and also much calmer release the sleeve and also a little bit faster. Tức là khi mà nó cái transition phase như vậy, nó phải giữ cái sleep điềm tĩnh hơn, chắc hơn, và khi cái nhả nó phải nhả nhanh hơn, và khi mà guarding thì nó cũng phải là đè người helper nhiều hơn. In guarding, especially at the beginning, position must be closer to the helper and also dog must be a little bit more dominant. Cái phần mà canh giữ người helper thì con chó này nó cần phải gần hơn, nó canh gần hơn và nó phải đè người helper nhiều hơn nữa. Low good exercise. Phần này đứng nhất là thấp, tốt ở mức thấp nhất. Reattack from guarding phase, opening phase was really very fast, very energetic and very calm and full grip, just a little bit more stable behavior under the pressure and transition phase might be much calmer. Tức là cái phần mà chống lại sự tấn công của helper thì con chó nó phải thì con chó này cắn rất là đầy, rất là mạnh, rất là tốt, nhưng mà sau đó tới cái phần mà pressure phase, tức là cái phần mà áp lực của người helper thì con chó nó phải giữ cái vị trí đó tốt hơn nữa, và khi mà nhả ra cái phần mà canh giữ nó cũng phải là đè người helper nhiều hơn nữa. Khi mà cái lệnh nhả ban ra thì nó nhả rất là chậm, gần như là phải có cái lệnh thứ hai. In guarding phase, close the position to the helper. Also, it must be a little bit more dominant. But dog was really attentive to the helper, and side transport was okay. Cái khi mà nó canh giữ thì nó canh giữ nó tập trung, rất là tập trung, nhưng mà nó cũng phần đầu nó cần phải đè người helper nhiều hơn nữa. Cái phần mà side transport thì rất là tốt. Low good exercise. Phần này được đánh giá là tốt ở mức thấp. All picture test by pronounced satisfactory 75 points. Hôm nay 75 điểm. Đạt.